của mình nha. Thì cũng đã gần 2 tuần rồi mình không có xuất hiện trên kênh YouTube của mình. Do là tuần trước á, là mình bị bệnh đó mọi người. Do thời tiết nắng mưa thất thường cho nên là mình bị cảm rồi bị sốt 2 ngày liên tục luôn. Cho nên là mình không có sức khỏe để mình đăng cái video lên kênh YouTube của mình. Nhưng hôm nay thì mình khỏe rồi, mình hết bệnh rồi. Cho nên là hôm nay mình sẽ hát tặng mọi người một bài hát có tên là Hãy Yêu Nhau Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chưa.